Thưa quý vị khán giả, sau một năm 2021 bị hoãn vì lý do dịch bệnh, giải chạy dành cho các học sinh sinh viên S-Race 2022 đã trở lại với chặng đầu tiên diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Háo hức nhất lúc này chính là những nhân vật chính, những em học sinh sinh viên sẽ tham dự giải chạy trong buổi sáng ngày hôm nay. Với các em học sinh thì bên cạnh việc học tập, vận động cũng quan trọng không kém. Sau một quãng thời gian quá dài học tập online thì giờ đây khi trở lại trường lớp thì việc có một giải chạy dành cho học sinh, sinh viên như là S-Race 2022 quả thực là một cơ hội không thể nào tốt hơn để cho các em học sinh có thêm những trải nghiệm của mình và để rèn luyện sức khỏe. Giải chạy S-Race sẽ được bắt đầu vào 7 giờ sáng ngày hôm nay, nhưng sự háo hức của các em học sinh, sinh viên đã được thể hiện ngay trước đó một ngày trong buổi tổng duyệt. Do ở nhà nghỉ dịch nhiều quá nên lên trường cũng xa lạ vậy. Dạ, lớp khi có giải S-Race nên lớp rất là vui nên hào hứng vậy. Em nghĩ là khi tham gia em sẽ được gặp rất nhiều bạn bè mới và thử sức mình với môn chạy nhiều hơn. Em thấy cũng hơi hồi hộp, hào hứng lắm, vui vui. Kiểu em cũng muốn đi thi để có giải nhưng mà chắc không có đâu. Giải chạy S-Race với sự đồng hành của nhãn hàng TH có quy mô lớn cũng là cơ hội để các em hòa nhập lại với trạng thái bình thường của cuộc sống. Em thấy là trong thời điểm dịch bệnh như thế này thì bây giờ dịch bệnh nó đã trở thành bình thường đối với chúng ta. Cho nên là em thấy việc tham gia các giải chạy như thế này là không những giúp ích cho chúng ta thêm sức khỏe mà còn tăng thêm tinh thần. Chạy cùng S-Ray, lan tỏa lối sống lành mạnh cùng đam mê thể thao. Chạy cùng S-Ray để tăng cường sự gắn kết của tình thầy trò. Chạy cùng S-Ray và thử thách với ứng dụng S-Ray Online miền Trung. Chạy cùng S-Ray, hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh tại Quảng Nam, vi tâm Bắc Việt. Trực tiếp lúc 7 giờ ngày 27 tháng 3 trên kênh VTV6 và ứng dụng VTV Go. TH, tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.